khi độc tài, diệt độc quyền. Đế chế Trung Cộng trong những năm gần đây hãnh diện về sự tồn tại của mình nhờ vào sự phát triển của cái gọi là tư bản nhà nước. Trên nền tảng, chấp nhận tư bản tư nhân trong vòng kiểm soát của đảng Cộng sản. Nhưng đây là hai con đường ngược chiều mà sự kết hợp làm nổi bật sự thất thế của đảng Cộng sản trước con đường phát triển bao trùm của kinh tế thị trường lên hoạt động xã hội. Trong lúc ấy, Tập Cận Bình sau 8 năm cầm quyền, qua hai kỳ đại hội đảng 18 và 19, đã thi hành chính sách, tập trung quyền lực tuyệt đối trong tay, từ quân đội, công an, chính trị, cho đến trường học, kinh tế, thương mại và tài chính. Những ai chống lại đường lối của Tập Cận Bình lập tức bị coi là phản động, vạn quốc và bị đưa vào tù. Hai vụ án chính trị năm 2013 và 2015 là hai vụ án điển hình trong chiến dịch, đã hổ diệt rùi, săn sói quét mũi, giúp cho Tập Cận Bình, lõi trừ Bạc Hy Lai và Chu Vĩnh Khang, củng cố được quyền lực mạnh mẽ nhất kể từ thời Mao Trạch Đông. Chu Vĩnh Khang, nguyên bí thư ủy ban chính trị và pháp luật của Đảng Cộng sản Trung Quốc, được mô tả là người đỡ đầu cho Bạc Hy Lai, là hai nhân vật để dám thách thức quyền lực Tập Cận Bình. Quyền lực ấy đã được Hội nghị đảng lần thứ 19 vào năm 2017 khẳng định bằng cách đưa tư tưởng Tập Cận Bình vào điều lệ đảng. Nhưng ngày nay, ở Trung Quốc, chỉ trong vòng chưa tới 10 năm, có một thế lực tư bản đỏ đã lớn lên khá nhanh nhờ vào Internet và buôn bán trên mạng. Những đại gia này thông qua chính sách tư bản tư nhân để xây dựng xã hội chủ nghĩa mang màu sắc đặc trưng Trung Quốc đã tạo được những đế chế đáng gờm đối với đảng Cộng sản Trung Quốc. Đó là những Alibaba, Tencent, ByteDance, Huawei and Group mà thương vụ của các tập đoàn này chi phối thị trường nội địa như những gương mặt lớn không thể thiếu. Đứng đầu những đại gia này là tập đoàn Alibaba trong ngành thương mại điện tử được thành lập vào năm 1999. Sau 20 năm hoạt động, doanh số bán lẻ của Alibaba chỉ trong ngày độc thân năm 2020 lên đến 56 tỷ Mỹ Kim. Những đế chế này đang tiếp tục lớn lên và bành trướng sang nhiều lĩnh vực kinh doanh khác quy mô thương mại khổng lồ của các tập đoàn này khiến khuôn khổ ràng buộc của chế độ cộng sản không còn thích hợp. Từ bản tư nhân, tuy vẫn tôn trọng sự giám sát của chính phủ, nhưng bắt đầu lách luật để tiếp tục phát triển theo chiều hướng kinh tế thị trường. Vốn là lãnh đạo của một quốc gia độc tài độc tôn nhất thế giới, Tập Cận Bình không chịu thua, đã ra tài siết chặt hơn nữa, luật chống độc quyền. Một dự thảo luật do cơ quan quản lý nhà nước về quy chế thị trường Trung Quốc soạn ra nhằm ngăn chặn sự thống trị thị trường hay cản trở sự cạnh tranh công bằng. Tập Cận Bình dùng luật mới này như một công cụ để trói tài những anh tư bản đỏ không biết nghe lời, muốn xây dựng những đế chế cho riêng mình. Mà Tập Cận Bình lo xa cũng đúng, vì những đế chế này đã nắm một lượng tài chính khổng lồ, lại nắm phương tiện Internet, ảnh hưởng đến toàn xã hội. Họ chỉ cần hô hào hay ngưng một cái là xã hội Trung Quốc đảo điên. Vì thế không ai ngạc nhiên khi Tập Cận Bình ra lệnh điều tra ông Jack Ma, người sáng lập tập đoàn Alibaba và công ty Ant Group hoạt động trong lĩnh vực tín dụng tài chính về tội chống độc quyền. Mức phạt 500.000 nhân dân tệ, tức khoảng 76.500 Mỹ Kim mà cơ quan quản lý thị trường Trung Quốc phạt Alibaba chỉ là một số tiền nhỏ nhưng đó là dấu hiệu báo trước rằng các con đường tiến lên của các đại công ty đã bị đảng rào đón bằng cách áp dụng một đạo luật mới mà không ai có thể kiều ca. Cuối năm 2020 đã có quá nhiều chuyện liên quan đến tham vọng của Trung Quốc, từ Hồng Kông đến Đài Loan, đặt ra những thách thức không nhỏ cho Bắc Kinh. Nhưng Tập Cận Bình vẫn phải lo chuyện chống độc quyền để giữ chặt độc tài nhằm bảo vệ sự toàn vẹn của giấc mơ Trung Quốc.